Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Sharpeed True Air. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe của chúng ta được trang bị Bluetooth 5.0, khả năng chống nước IPX5, thời lượng pin sử dụng liên tục là 5 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc là 30 giờ đồng hồ, rất là thoải mái cho các bạn có thể sử dụng. Trong phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì các bạn chỉ cần mở nắp ra, sau đó hãy bấm và giữ vào nút ở mặt trước của chiếc đốc khoảng 3 giây. Trên điện thoại các bạn hãy bật Bluetooth lên. Khi đó trên màn điện thoại của chúng ta sẽ ra tên của chiếc tai nghe, các bạn chỉ cần chọn vào đó. Như vậy là các bạn đã kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động thành công. Để nhận cuộc gọi đến thì các bạn hãy chạm 2 lần vào tai bên trái và bên phải đều được. Và để kết thúc cuộc gọi cũng vậy, các bạn hãy chạm 2 lần. Và để từ chối cuộc gọi thì các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên trái và bên phải khoảng 2 giây. Khi nghe nhạc các bạn muốn tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát thì hãy chạm 2 lần vào tai bên trái hoặc bên phải đều được. Muốn tăng âm lượng thì các bạn hãy chạm 1 lần vào tai bên phải và muốn giảm âm lượng các bạn hãy chạm 1 lần vào tai bên trái. Để chuyển bài thì các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên phải khoảng 2 giây. Và để quay lại bài hát trước các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên trái khoảng 2 giây. Để sử dụng trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant thì các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên phải hoặc bên trái đều được. Như các bạn có thể thấy thì trên màn điện thoại của chúng ta đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe này. Để reset thì chưa hết, trong mục Bluetooth các bạn hãy chọn cơ thiết bị cũ đi. Sau đó các bạn hãy đặt tai nghe của chúng ta vào trong đốc sạc. Tiếp theo các bạn hãy bấm và giữ vào nút ở mặt trước của chiếc đốc khoảng 10 giây để thực hiện quá trình reset. Khi đèn nhấp nháy như vậy có nghĩa là các bạn đã reset lại chiếc tai nghe thành công. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe Sharpeed True Air. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.